Nói chung là phần trước các bạn coi thì các bạn cũng hiểu cái game này như thế nào rồi, nên phần này mình sẽ làm ngắn gọn, mình sẽ đến những cái đoạn mà bọn này nói chuyện với nhau hay là một cái chatbot mới, là mình sẽ mấy cái không liên quan, mấy cái bình thường, mấy cái phần trước là các bạn coi hết rồi, gì là biết là tông zombie rồi này nọ, mình cái đó mấy mình sẽ cắt hết, mình sẽ để lại cốt truyện thôi, cốt truyện của game này mình sẽ để lại. Rồi giờ thôi. Cái lần trước mình khi sau khi mà mình ngưng quay ấy, thì mình tình cờ đến được cái checkpoint mới luôn. Unified debate. We're currently sieged by a huge crowd of zombies. We'll try to circle around the river, but we've lost a lot of men. Unified, don't fight them. Just get your ass to the river ASAP. Yes, sir. Head there. Let's shoot him down. Get off my car, jackass. Good. Now. Mẹ nó lại không ngủ này. Út. Sherman, checkpoint 8. You are our last round effort to stop John Priest. Do your best. Sir, yes, sir. Target is heading my way. Shoot that bastard. Highway unit to base. Target inbound. Adjust your position and engage. This is air support approaching drop zone. Permission to engage. Over. Mission granted. Engage. Here he comes. Line him up. Target is heavy. I'll fire the base. We've taken heavy damage. Retreating for emergency landing. Oh, oh, trời mẹ. Vãi đàn, mình lao thẳng cái đó mình không để. Rồi xong. À, chết bôn. Ôi trời đất. Nói mình tưởng chắc là từ đầu nữa. Ok. Rồi chú mày cần tay to. Ok, anh thì cho chú mày tay thật to luôn. Ngày mình đến chết bôn. Sorry sir. It's okay sir. To all Highway 65 personnel, prepare for a pullout. Determine the dispatch. Send transports to all the highway checkpoints. Yes sir. Hellfire units, arm your air ground missiles and keep pursuing the target. Oh! Affirmative! It is alive. Hit him once more! Now! Yes, sir! Ôi, đi mẹ nó băng tên lửa kìa. Kêu như vậy. Đi mẹ lần đầu tiên mình thấy không á. Đi mẹ dám bắn. Bắn tên lửa vào mặt bố à. Highway unit base. Explosives are ready for testing. Destroy that vehicle. Làm gì được bố đấy. Oh, phát, 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 để đủ, để đủ. À, phát, phát. That's gotta hurt. Boom, headshot. Boom, headshot. Good. Xe của bố mày. Yeah, baby. General, sir, we're going to try and stop Kreisman. What the hell are you still doing there? We're pulling out. Sir, we'll complete the mission. Good man. Do it and then get your ass to the Ayachi River ASAP. Sure. Thì tao thách tụi mày làm được đấy. Mày làm gì với... Mẹ tao là phút béo. Tao là phút béo. Yes, checkpoint mới rồi. Trời ơi, mình nãy giỏi quá. Tốt hơn tập trước nhiều luôn á. Wow, tập trước mình chết nhiều quá. Luôn.
À, phát lại là mày à. Rồi, dính phát đầu tiên nha cưng. Ít cuối cùng này. À, phát. Ô, bên này mình. Woo! Don't start evacuating till all the transports have landed. We'll need a synchronized retreat. Ông này tốt vậy. À, mình thấy núi rồi. Wow. Wow. Núi kìa các bạn ơi. Mình sắp đến đích rồi. Chạy ra. Bố chạy thôi. Mình sắp thoát ra khỏi đây rồi. Yeah. Tập này mình sẽ làm nhanh rồi. Dưới nửa tiếng quá. Oh, phát cái chỗ này hẹp quá. Rồi. Út khỏi xe ta. Phát có dầu nữa nè. Shit, mẹ mày nó chưa nổ. Không luôn, cái cậu. Không sao. Có nhiều cái mình sẽ không dịch được á, bởi vì ông này nói nhiều cái giọng ồn mình không nghe. Oh fucking shit, tiệt mẹ nó bắn đến lửa. Tiệt mẹ thêm quả nữa kìa. Oh, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Đừng anh ơi, bình tĩnh nào. Tên lửa anh đâu đấy, để phải đùa. Con chó đói rồi mày, đi bắn nó. Shit. Ơ, tụi mấy tình chơi nuclear luôn à. Okay, khu quân sự to vãi. Ôi mày chưa chịu thua nữa à. Thôi thua rồi, mình không thấy gì cả, thì khó nhìn quá. Bà trò có khi nó bắn tên lửa kinh quá. Khổ nạn thật ạ. Hết thảm mãi. Mình không thấy một cái gì luôn á. Nè, vừa máy bay này vừa máy bay kia. Khó chịu thiệt đó các bạn à. Ai đồ. Đấy. Trời ơi, cái chỗ này nó thắt kìa. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, nó thắt kìa. Đừng né mình tin à. Trời ơi. Điên gì vậy? Sao cái chỗ này ghê vậy? Thề luôn á, mình không đi được cái phát nào quá, trời có cái đường kìa. Mình không đi đường luôn các bạn ơi. Mình không đi được luôn á. Cái éo gì vậy? Con nước bên này. Không phải bên này, bên kia. Hút. Nước kia đi. Mẹ cái xe mình sắp tàn lắm rồi. Cái xe mình nó tàn lắm rồi. Yeah. Mừng quá các bạn. À rồi, ăn cứt rồi. Để rồi lại chảy. Rồi, nút rồi. Yeah, chết bôi rồi. Mừng quá. Nút cũng không thấy rồi. Chết luôn đi con chó. Vãi lông rồi. Rồi. Trong vòng 2 phút mình sẽ đến được đích. Yeah. Cuối cùng cũng xong. Bọn này. Bọn này chơi nguyên tử luôn rồi. Unit 16, your transport will be there in 5 minutes. Just keep those people safe until they... Sir, there's a lot of civilian and personnel on ground in the city. We can't do this. We can, and we are gonna do this. If this virus, or whatever it is, spreads, we could lose the whole country. The entire world. They will be a fair sacrifice. Over. Checkpoint 9 to base. We missed our transport, and
and are heading to the Irrawaddy River on foot. We'll be there in about 10 minutes. Good man. You make me proud. Carry on. Như theo như ông này nói là ông sẽ thả bom nguyên tử xuống thành phố luôn, giữa thành phố, lòng thành phố luôn. Bây giờ trong vòng 2 phút là sẽ thả nè. Mình phải cố gắng ra khỏi đây thật nhanh. Ghê luôn á. Nhưng mà còn thả nguyên tử cũng đúng thôi, bởi vì cái đây là dịch bệnh. Dịch bệnh lan quá rộng rồi, diệt trừ ngay lập tức mà. Ồ, 20 giây, chạy kịp không? Cao lên, sắp tới chưa? Bao nhiêu cây nữa vậy? Ôi, mình thấy rồi, yeah. The drop is airborne. Detonation in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh yeah. Coi có chuyện cuối cùng nào. Trời ơi, mình nổi hết cả da gà luôn á. Trời ơi. Detonation confirmed. What's the status on the undead activity? Radiations are still too high, sir. Status ETA, 10 seconds. Let's pray to whoever's still up there that we did the right thing. Sure. Vậy là kết thúc rồi. Wow. Sir, we see a lot of undead movement. Ooh. Shit! It didn't work! Wow! We failed, son. Vãi! Cái tụi zombie làm bằng gì vậy? Ăn nguyên cái trái nguyên tử mà vẫn có con sống! À đồ! Má vãi! Wow! Được rồi, vậy đó là Road of the Dead, con đường xác sống. Game này không tin là mình lại phá đảo được. Game này khó thật đấy nhá. Trời ơi. Wow. Được rồi. Đó là game ngày hôm nay mình chơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình. Nếu mà các bạn mới ở đây, mới xem video mình, đăng ký cho mình nha. Like cho mình cũng được. Và giới thiệu cho mình vài game mình sẽ chơi. Được rồi. Phước béo out. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn gặp lại các bạn ở video lần sau. Game này quá tuyệt vời luôn.